người, xin chào chị yêu ạ. Dạ rồi, em chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream của Thời Trang Dory. Các chị yêu ơi, trưa nay thì em đã quay trở lại livestream rồi đây. Chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream thì hãy nhanh tay để lại comment cho em liền các chị yêu nha. Xin chào mọi người, hello các chị yêu luôn nè. Mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chị yêu mình một mã đầm mới về của Dory các chị yêu nha. Đây là một em đầm dạ hội rất là đẹp luôn. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì hãy nhanh tay đặt hàng trong live giúp bên em nhé. Mã sản phẩm của em đang mặc đây cho mọi người đó là đầm DV079. Và hôm nay thì em mới về thêm cho chị yêu mình một gam màu nữa, đó là gam màu tím. Mặc lên rất là nhẹ nhàng và rất là đầm thắm đúng không ạ? Em sẽ có cho mọi người tới 3 tông màu luôn. Màu của em mặc đây sẽ là gam màu tím, em có gam màu đỏ và có cho chị yêu thêm màu xanh đen nữa. Cả 3 gam màu này đều rất là dễ mặc luôn các chị nha. Mọi người ai đã vào coi livestream, nếu như mà thấy cái mẫu đầm của em đang mặc đây mà xinh thì các chị yêu mình hãy để lại cho em xin ngay một chấm comment hoặc là một nút thả tim đã like lên các chị yêu nha. Mọi người ơi, mã đầm DV079 này là một em đầm dạ hội hàng cao cấp và thiết kế lên cho mọi người nó là đính ren và đính cho chị yêu mình là đính kim sa cực kỳ xuất sắc luôn. Đây em quay gần cho các chị yêu mình xem nha. Đối với mã đầm DV079 ngày hôm nay em có đầy đủ size MLXL cho tới size 2XL và 70kg đổ về là vừa. Gam màu của em mặc đây sẽ là gam màu tím nè. Em có đây là gam màu đỏ và có thêm cho chị yêu mình đó là gam màu xanh đen. Nếu như mà chị yêu nào mọi người đặt hàng mẫu đầm này, ghi ngay giùm cho bên em là DV079 và kèm với số điện thoại. Mọi người ơi, đầm DV079 này em đang sale cho chị yêu mình trong khung giờ livestream với một mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó là sale cho mọi người chỉ còn với giá 859.000 thôi các chị yêu nha. Đối với một mẫu đầm dạ hội như vậy ở ngoài thị trường hiện tại đang bán với mức giá cho bên em là 1,5 triệu một đầm, thì ngày hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream, các chị yêu mình đặt hàng trên live sẽ được săn ngay em đầm dạ hội DV079 này với mức giá chỉ có 859.000 đồng thôi nha. Đây các chị yêu mình coi cái màu xanh đen cho bên em là trời rất là đẹp luôn. Một cái em đầm thiết kế của Dory các chị yêu nha. Phần tay lên cho bên em sẽ là tay ren hoa, toàn bộ sẽ đều là hoa thêu nổi cho mọi người luôn ạ. Đây là gam màu đỏ, còn màu em mặc sẽ là màu tím. Cú pháp đặt hàng là DV079 và kèm với số trên like các chị yêu nha. Mẫu đầm này thì em chỉ sale trong giờ livestream thôi, cho nên là các chị nhanh tay đặt hàng liền. Mọi người ơi, màu của em mặc đây sẽ là gam màu tím nè, rất là đầm thắm luôn. Để em đứng xa cho chị yêu mình nhìn hết dáng đầm các chị yêu nha. Mọi người có thấy là cái dáng đầm này mặc lên nhìn nó sang không ạ? Đối với cái tông màu tím này các chị sẽ cảm giác như là khi mà mình mang lên rất là nhẹ nhàng cho bên em. Hoa thêu cho mọi người sẽ là hoa thêu nổi và có viền đính kim sa. Phần cổ em làm thiết kế cho chị yêu mình đây sẽ là cổ lục giác nè, tạo cảm giác cho chị yêu mình là cái phần cổ này nhìn nó sẽ là nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Phần tay các chị mình để ý giúp bên em là tay em làm phối ren, ở đây làm phối viền đăng ten và dáng tay sẽ là tay lỡ các chị yêu nha. Nếu như mà chị yêu nào chuẩn bị là đi đám cưới nè, chị yêu nào chuẩn bị đi chơi đi tiệc, các chị có thể sở hữu ngay DV079 và kèm với số điện thoại em quay nghiêng các chị xem nha. Đây là dáng đằng sau ạ, và giá sale hôm nay sẽ là 859k. Cú pháp đặt hàng DV079 và kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công mọi người nhá. Em cảm ơn chị Ly Phạm đã vào xem livestream lấy một đầm DV079 nè. Em cảm ơn chị Trang Trần lấy đầm DV079 nè. Ok chị yêu Thùy Nhi lấy mã đầm DV079 luôn. Mọi người ơi, DV079 này em làm bằng 2 lớp vải các chị yêu nha. Ở bên ngoài cho bên em sẽ là chất liệu vải mọi người là lụa mềm và bên trong em sẽ làm lót lụa luôn. Chiều dài mẫu đầm này là 130cm, khi các chị mặc lên nó sẽ là dài cho mọi người là qua mắt cả chân luôn ạ. Phom đầm mặc lên thoải mái cực kỳ. Ở ngay phần eo mọi người có thấy không, ở đây nè em làm thiết kế sẽ là xếp ly eo cho nên nhìn vòng eo rất là nhỏ gọn, ở đây tạo thành những cái điểm nhấn xếp ly các chị yêu nha, rất là xinh luôn. Đây là dáng đầm vuông nghiêng cho bên em và đằng sau là có khóa kéo. Chị yêu nào mọi người đặt hàng ghi nhanh cho bên em DV079 và kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công các chị yêu nha. DV079 màu tím, DV079 màu đỏ và DV079 màu xanh. Giá bán sẽ là 859.000 đồng và miễn ship giao hàng đến tận nhà. Đây là màu đỏ mọi người nha. Khi các chị yêu mình mua về là tem mạc đầy đủ là của Dory luôn. Mọi người ơi, đối với chị yêu nào mình đặt hàng trong livestream trưa ngày hôm nay, bên em còn miễn phí giao hàng đến tận nhà và hỗ trợ đổi size để các chị đi tiệc nè. Mang lên cho em
kết hợp thêm phụ kiện này, dây chuyền này, túi sách rất là đẹp các chị yêu nha. Màu đỏ thì nó sẽ là theo cái kiểu là nổi bật nè, rồi màu xanh đen thì nó sẽ lên theo cái kiểu là rất là trắng da luôn. Còn màu quen đang mặc đây các chị yêu mình đó là gam màu tím. Màu tím thì nó sẽ là vừa nhã nhặn vừa nhẹ nhàng cho bên em nè các chị thấy không ạ. DV079 859.000 đồng, các chị có thể mua về làm quà tặng cho bạn bè người thân, mua về đi chơi đi tiệc. Em có size tới 70 kg, giá là 859.000 đồng các chị yêu nha. Phần tay mọi người nhìn thấy không, em làm là tay phối ren, mà ren này sẽ là ren theo hoa nổi, vừa có ren hoa vừa có đính kim sa các chị yêu mình, rất là nổi bật luôn ạ. Cảm ơn chị yêu Thảo My lấy đầm DV079 một cái size L. Em ok cho chị Lê Minh Tuyết lấy một cái đầm DV079 size XL, nghe máy xác nhận giùm em chị yêu nha. Khi các chị yêu mình đặt hàng trong giờ live sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn. Mọi người nghe máy xác nhận cho em, đầm em đang mặc đây đang được sale, giá chỉ còn có 859.000 đồng thôi và miễn phí ship giao hàng đến tận nhà luôn. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng các chị yêu nha. Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới đây. Hôm nay có rất là nhiều mẫu đẹp luôn, cho nên là các chị yêu mình nhớ là ở lại coi livestream và đặt hàng trên live giùm em nha. Bây giờ thì em sẽ sang mẫu mới. Chị nào vào coi live rồi thì chấm bài tương tác lên livestream giúp bên em. DT079 này em có tổng cộng là 3 màu các chị yêu nha, giá là 859.000 đồng và phí ship giao hàng. Còn bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho chị yêu mình mã số tiếp theo. Các chị coi like đợi em một tí xíu, em đi thay mẫu nha. Mọi người ai đặt mẫu nào thì ghi cho em mã hàng kèm với số trên like để nhân viên chốt đơn nè. Em chuyển sang mẫu mới nha mọi người ơi. Các chị yêu đang coi live stream đợi em một tí xíu, em đi thay mẫu luôn ạ. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ chuẩn bị là qua mẫu mới nha. Chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì nhanh tay đặt hàng trên like giùm em. Mã sản phẩm vừa rồi đó là mã đầm DV079, em đang sale cho chị yêu mình với mức giá đó là 859k và phí ship giao hàng. Nếu như mà chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì đặt hàng trên like giúp em nha. Còn bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho chị yêu mình mã số sản phẩm tiếp theo. Ai vào coi live stream rồi thì nhanh tay đặt hàng trên like với giùm em với nha. Bây giờ em sẽ qua cho chị yêu mình một mã áo sơ mi. Mọi người ơi, em sẽ lên một em áo sơ mi rất là đẹp luôn, mới về các chị nham, và ba màu này màu nào cũng sang hết trơn á. Cho nên là chị yêu nào mình vào coi live stream rồi thì nhanh tay đặt hàng trên live giúp bên em nè. Đối với các chị yêu nào khi mà mình đặt hàng á, sẽ có nhân viên của em gọi điện tư vấn các chị yêu nha. Các chị yêu mình thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giúp em. Đây, bây giờ em lên cho chị yêu mình mã mới nha. Mã sản phẩm tiếp theo đó là mã hàng DV cho AV, AV016 các chị nha. Mã sản phẩm tiếp theo qua cho chị yêu mình đó là một em áo sơ mi. Hôm nay sơ mi về rất là nhiều mọi người ơi, các chị yêu tranh thủ đặt hàng trên like ạ. Em qua cho mọi người mã sơ mi DV AV016 các chị nha. Chị nào vào coi live stream rồi thì đặt hàng trên live trên giúp bên em. Các chị yêu nào mình thấy số lạ gọi tới thì nhớ nghe máy xác nhận đơn hàng giùm em luôn. AV016 là một cái mã sơ mi, em có tới 3 màu. Đây các chị yêu đợi em xíu nè, em cho chị yêu mình xem nha. Đấy. Mọi người ơi, mã tiếp theo sẽ là AV016. Em có đây là gam màu nâu nha. Em có đây sẽ là tông màu xanh phối với cam. Và tông màu hôm nay em mặc đây cho chị yêu mình sẽ là tông màu đen hoa trắng, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đối với hiện tại bây giờ những cái mã sơ mi như thế này, các chị yêu mình mua về mặc đi làm hay là mua về mặc đi chơi đi tiệc đều rất là đẹp mọi người nha.
Em đang sale cho mọi người trong khung giờ livestream luôn. Mà sản phẩm cho bên em là AV016 và kèm với số điện thoại trong giờ livestream. Mọi người ơi, đối với cái mẫu sơ mi này hôm nay em đang bán tri ân cho chị yêu mình với giá là 329.000 đồng một áo. Và chị yêu nào mua combo từ hai áo trở lên sẽ được sale còn 299.000 đồng một áo các chị yêu nha. Đây là cái dáng áo sơ mi cho bên em đang kết hợp nhá chị yêu, với lại là dáng quần ống suông. Quần ống suông này cũng có bán luôn các chị yêu nha. Sơ mi của em đang mặc đây một cái gam màu rất là xinh luôn, đó là màu đen và có kết hợp cho chị yêu mình là họa tiết hoa trắng như vậy các chị nha. Đây mọi người nhìn thấy cái dáng sơ mi hôm nay em mặc lên có đẹp mà màu lên nhìn sang chảnh cực kỳ luôn. Và cái màu họa tiết này nha là giống như là cái những cái mẫu đầm của Hàn Quốc đó các chị yêu nha. Hoa văn này cho bên em là hoa văn nhập và cái kiểu áo này cực kỳ đẹp và cuốn luôn. Em có 3 gam màu cho cái mã AV016 này. Thứ nhất là tông màu của em mặc đây sẽ là đen phối hoa trắng nè. Em có đây cho chị yêu mình, đây sẽ là màu xanh phối cam. Đây là màu xanh rêu nha, phối với cam các chị yêu ha. Và em có thêm một màu nữa đó là màu đen phối với nâu các chị nha. Rồi màu em mặc sẽ là đen hoa trắng nè. Đây là màu đen phối nâu và đây sẽ là gam màu xanh phối cam. Mã sản phẩm cho bên em đó là mã AV016 và kèm với số điện thoại. Các chị ơi, sơ mi này rất là đẹp và rất là dễ mang. Chị yêu nào cũng cần phải có một hai cái gì ở trong tủ đồ các chị yêu nha. Bởi vì sao? Cái dáng áo này cho bên em là dáng áo phông suông. Khi các chị mặc lên thì cực kỳ là thoải mái luôn và đóng thùng hay tháo thùng gì cũng đẹp hết. Chất liệu vải của bên em sẽ là lụa mango cao cấp nè, không bị mỏng và sẽ không bị nhăn đâu các chị yêu nha. Đây các chị coi gần lại giùm bên em. Màu này sẽ là tông màu cho bên em là màu xanh phối cam nè, đen hoặc đen phối nâu, và màu em mặc đây sẽ là đen hoa trắng ba màu nha. Phun này của bên em các chị có thể là mặc đi công sở hoặc mặc đi tiệc nhẹ đều được, để em cho chị yêu mình xem hết cái dáng nè. Mọi người ơi, hôm nay em mặc đây cái áo này là kết hợp cùng với lại một cái quần gọi là quần ống suông. Quần ống suông này siêu đẹp luôn nha, bởi vì lưng của nó sẽ là lưng cao và khi các chị mặc lên nhìn cái chân của chị yêu mình rất là dài luôn nha. Đây là cái form cho bên em ạ. Mọi người ai mọi người đặt áo thì ghi giùm bên em là AV016. Áo này đang bán giá sale đó là 329.000 đồng một áo. Còn nếu như mà chị yêu nào mua combo hai áo sẽ được sale còn 299.000 đồng các chị yêu nha. Ai mua combo hai áo sẽ được sale còn 299.000 đồng một áo. Còn chị yêu nào mua một thì sẽ là 329k. Chất liệu vải cực kỳ mềm và mát luôn. Quần suông em mặc đây có bán luôn nha. Mã sẽ là QA001. Mọi người ơi, cái mã quần QA001 này á rất là thần thánh, bởi vì lưng là lưng cao mà quần cho chị yêu mình là quần ống suông nữa. Cho nên là mặc lên nhìn chân dài, hắc chân cực kỳ luôn. Và quần suông này chỉ có 299.000 đồng thôi nha. Chị nào đặt hàng nhanh tay. Đây để em cho chị yêu mình xem cái set này, nếu như mà mình đi làm, mình đi chơi, mình đi tiệc, mình kéo đẹp không nha. Mọi người ơi, đây là một cái set mà kiểu cực kỳ sang luôn. Nếu như các chị yêu mình mặc đi làm, đi chơi hoặc đi tiệc đều rất là ok nha. Vải lên cho bên em đây sẽ là chất liệu lụa mango nha mọi người. Lụa mango cao cấp. Nè, và các chị yêu mình nhìn dáng quần cho em đi ạ. Quần phôm nè. Đó, quá đẹp luôn ha. Giá quần sẽ là 299.000 đồng và giá áo sẽ là 329.000 cho bên em. Áo 329k mà sản phẩm là AV016. Quần giá sale chỉ có 299.000 đồng thôi. Mã là QA001. Vải này nó không nhăn, mọi người có thể đóng thùng tháo thùng ra đều ok luôn các chị yêu nha. Dạ rồi, ok chị yêu Như Lê cho chị một quần size 40kg nè. Ok chị yêu, nghe mày xác nhận cho em ạ. Cảm ơn chị yêu Hoàng Anh. Chị Hoàng Hạnh lấy mã số AV016 nè. Mọi người ơi, đối với mẫu áo này các chị yêu có thể tháo thùng ra đều rất là đẹp nha. Đóng thùng hay là tháo thùng đều rất là ok cho bên em nha. Cảm ơn chị yêu nè, ra về địa chỉ cũ nè. Ok chị yêu Nguyễn Thị Mai lấy mã đầm AV016 cho bên em. AV016 329.000 một cái, siêu đẹp mọi người ơi. Quần cho bên em sẽ là quần QA001 299.000 các chị nha. Áo em có tới 3 tông màu. Màu em mặc đây sẽ là tông màu đen hoa trắng nè. Em có cho chị yêu mình đây sẽ là gam màu xanh họa tiết phối cam. Và có thêm cho chị yêu mình đó là gam màu đen kết hợp họa tiết nâu các chị nha. Đen phối nâu rồi xanh phối cam, với màu em mặc đây là đen hoa trắng ba màu. Và giá là 329k, size 70kg đổ về là vừa. Các chị mặc như thế này cho bên em vừa đơn giản nhưng mà vẫn rất là lịch sự và sang trọng các chị yêu nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu ạ. Mọi người ơi, ai mình đặt hàng để lại số điện thoại giúp bên em.
sẽ có nhân viên của bên em tư vấn cho chị yêu chọn size phù hợp các chị yêu nha. Còn bây giờ thì em sẽ qua một mới cho mình đây. Nhớ giùm em là đặt hàng trong giờ like, bởi vì ngoài giờ like là không được giảm giá đâu. Lấy thêm họa tiết luôn, ok chị yêu luôn. Nghe máy xác nhận giùm em. Một set như vậy hiện tại em đang bán áo lẻ là 329.000, mua combo 2 áo còn 299.000. Quần suông cho bên em là chỉ có giá là 299k thôi nha. Cảm ơn chị yêu Cẩm Nguyễn lấy AV016 size XL. Ok chị yêu Anh Minh lấy AV016 gửi cho chị một cái. Dạ rồi, nghe máy xác nhận giúp em. Em qua mẫu đây mọi người ơi. Các chị yêu đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy nhá. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang mẫu mới cho các chị yêu mình. Các chị yêu coi like đợi em một tí xíu, em đi thay mẫu luôn ạ. Chấm bài lên like cho em đi mọi người ơi. Cho em xin ngay một chấm comment trên like để tương tác luôn nha. Ai mọi người đặt hàng nhớ nghe máy xác nhận, nhân viên sẽ tư vấn size cho các chị yêu mình. Còn bây giờ thì em sẽ chuyển sang mẫu mới đây. Em lên cho chị yêu mã số tiếp theo. Các chị yêu mình đợi em một tí các chị nhá. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ mình qua mẫu mới nha. Chị yêu nào vào đặt hàng thì nhớ nghe máy xác nhận đơn hàng giùm em. Các chị yêu nào mọi người thấy số là gọi tới thì nghe máy, nhân viên em tư vấn ạ. À, bây giờ thì em qua mã số tiếp theo đây. À, dạ rồi, cảm ơn chị yêu Như Lê rất là nhiều nè. Có gì thì ủng hộ cho bên em thật là nhiều nha. Ok chị yêu Thảo Như đã vào coi livestream. AV016 giá 329.000 đồng chị yêu nhá. Rồi bây giờ thì em qua mẫu mới cho chị yêu mình đây ạ. À, em sẽ lên cho chị yêu một cái mã đầm rất là xinh mọi người ơi. Mã này cho bên em sẽ là DV075, mới về hàng nha, xinh cực kỳ luôn ý. Đầm này cho bên em tìm mặc lên nó sẽ là theo phong cách nhẹ nhàng và nữ tính, rất là tiểu thư luôn. Mã sản phẩm cho bên em đó là mã hàng mẫu này của em đang mặc đây các chị yêu mình ngày hôm nay, đó là DV075. Các chị có thấy là cái dáng đầm em mặc đây đẹp mà quay nghiêng các chị coi form giúp em nè. Đằng sau đây các chị yêu ha, mã sản phẩm DV075 này cái form lên cho mọi người rất là đẹp luôn các chị ơi. Đây form nghiêng của nó nha. Và khi các chị yêu mặc lên cho bên em thì cái dáng đầm này á, nó sẽ vừa nhẹ nhàng vừa tiểu thư nữa. Và đặc biệt là cái gam màu xanh này nó rất là mát mắt. Mọi người ơi, đầm của em đang mặc đây cho mình là DV075. Và cái phần họa tiết của nó các chị nhìn trên cái vải giúp em nha. Cái vải này của em đang mặc đây cho chị yêu mình đó là chất lụa hải đường. Và cái chất lụa hải đường này nó sẽ là có những cái họa tiết hoa văn như vậy đây, nó làm hoa văn nổi lên như thế này các chị yêu nha. Phần cổ của em làm cho chị yêu mình thiết kế sẽ là dáng cổ kiểu khách điệu á. Ở trên sẽ là dáng cổ vuông, bên dưới là dáng cổ tim. Tay em làm dáng tay bồng, che được khuyết điểm mắt tay to. Form đầm thì mặc lên ôm ngay phần eo và dáng váy xẻ các chị yêu nha. Mọi người sẽ để ý giúp em là cái bản đai to ở ngay phần eo, nó làm cảm giác eo mình nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Và ở đây em làm cho chị yêu mình đính toàn bộ đều là cúc ngọc trai các chị nha. Mã sản phẩm của em mặc ngày hôm nay đó là mã hàng DV075 kèm với số điện thoại mọi người ơi. Ok chị Kim Ngân lấy mẫu này nha. Cảm ơn chị Kim Chi lấy DV075 cho em xin mã hàng đi ạ. À, mọi người ơi, mã số em đang mặc đây là DV075 các chị yêu nha. Em đang sale luôn cho mọi người trong khung giờ livestream với mức giá sale đó là 580.000 đồng và miễn ship luôn ạ. À, mọi người nhìn cái dáng đầm cho em đi, em đứng im một chỗ thôi nhưng mà các chị cũng đã thấy form rất là đẹp rồi đúng không ạ. À, ở ngay phần eo mọi người thấy em làm những cái đường gọi là đường xếp ly như thế này, nó sẽ là che khuyết điểm bụng cho chị yêu mình rất là tốt, mặc lên không hề bị lộ bụng luôn. Form nghiêng đây các chị yêu nha, các chị nhìn cái form nghiêng giúp bên em nè. Và đằng sau đây ạ, đằng sau có làm khóa kéo cho mình luôn. Ngày hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream, các chị đặt hàng giúp bên em. Mã sản phẩm của em đang mặc đây là DV075, giá bán dành cho mọi người chỉ có giá là 580.000 thôi ạ. Em miễn phí giao hàng đến tận nhà, hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa các chị yêu nha. Ở bên ngoài thị trường đối với những cái chất liệu vải như là lụa hải đường như thế này là giá 1 triệu mấy một đầm các chị yêu nha. Bởi vì vải này nó là dòng hàng nhập cao cấp mọi người ơi. Đây là cái chất lụa hải đường nè, nó vân vân lên
lên như thế này. Và đối với ngoài thị trường là 1 triệu mấy một đầm các chị nha. Nhưng mà trên live của bên em chỉ có 580.000 thôi. Em free ship giao hàng đến tận nhà cho các chị yêu mình luôn. Và cái chất liệu vải này nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất cho bên em là nó không nhăn nè, mặc lên không bị mỏng, không bị nhăn. Thứ hai là nó sẽ là không nóng các chị yêu nha, không bị khó chịu. Và đối với cái dáng đầm DV075 này á, thì em lên cho chị yêu mình một cái foam đầm rất là đẹp các chị ơi. Cái foam đầm của em đang mặc đây nhìn nó sang cực kỳ luôn. Đây các chị yêu mình nhìn giúp em nha, mặc lên sang chảnh. Và phần tay các chị thấy nè, ở trên em sẽ làm cho mọi người phần tay đó là tay xếp ly bồng. Nếu như các chị khi mà mặc lên các chị sẽ để ý là nó che được hoàn toàn khuyết điểm của mọi người luôn. Ở ngay phần dưới phần chân ngực này làm xếp ly cho chị yêu phần chân ngực, tạo cảm giác vòng một đầy đặn hơn nha. Còn phần bụng cũng làm xếp ly bụng như vậy luôn, che bụng rất là tốt nè, không bị lộ bụng một tí xíu nào. Đối với đầm DV075 này giá 580.000 em thấy hoàn toàn xứng đáng các chị yêu nha. Đằng sau bên em còn có làm khóa kéo nữa ạ. Đó cho nên là chị yêu nào mọi người đang coi livestream thì nhanh tay chốt đơn liền. Nhớ giùm bên em là sale trong giờ live thôi các chị yêu nha. Ngoài giờ live bên em không giảm giá đâu ạ. Dạ rồi, DV075 kèm với số điện thoại nha các chị yêu ơi. Cái đầm này thì sẽ có size đó là MLXL cho tới size size cho chị yêu mình, đó là size cho em tới 70kg nha. Có size 89kg không có nha chị yêu ơi, bên em chỉ có size tới 70kg, 72kg thôi. Ok, cảm ơn chị yêu Như Lê đã tăng tên bạn của mình vô livestream của em nha. Rồi, em cảm ơn chị yêu Kim Ngân nè, lấy DV075. Ok, chị Phạm Dung lấy DV075. Các chị yêu ơi, chị nào đặt hàng thì ghi là DV075 kèm số nha. Giá bán cho bên em là chỉ có 580 thôi, phi ship phun nghiêng giúp em đã. Nhìn cái dáng đầm nghiêng thôi là mê rồi. Và đầm này là lụa hải đường cho nên nó xòe bồng nè. Em xoay thử một vòng cho chị yêu mình xem nha. Đó, các chị yêu nhìn thấy không? Dáng xòe rất là đẹp luôn. Mà vải này mặc lên rất là mềm và mướt ha. Cái cổ nó cũng đẹp nữa. Cái phần cổ lên rất là sang. DV075 cho chị yêu Thúy Hoàng nha. À, dạ rồi, ok chị yêu Như Lê. Mẫu này hiện tại là em không có size S đâu chị yêu nhá. Size từ MLXL cho tới size 2XL và 70kg đổ về là vừa giúp em. Mọi người ơi, nhanh tay để lại là DV075 kèm số. Nhân viên gọi điện thì nghe máy cho em nhá. À, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn size. Chỉ cần các chị yêu mình để lại số điện thoại thôi là được rồi. À, bây giờ thì em sẽ qua ngay mẫu mới nữa đây. À, các chị yêu nào mình đặt hàng thì nhớ là ghi dùm em mã kèm số điện thoại các chị nha. Khi các chị yêu mình đặt hàng sẽ có nhân viên em tư vấn size, chú ý điện thoại cho em. Bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu đây, sau đó em sẽ quay trở lại trong live tiếp theo. Các chị yêu mình vào coi live sau giúp em, live stream sau sẽ là live đầm rất là nhiều mẫu đẹp nữa các chị yêu nha. Mọi người vào coi live sau giúp em nha. Cảm ơn các chị yêu ạ. À.